Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mường Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
hơn chút được thời gian về giờ vàng ngọc của mình để cùng nhau trở lại với trung tâm khán phòng hạnh phúc của đại gia đình tại buổi đại lễ thần gia ngày hôm nay. Và kính chào thể quý vị, và ngày hôm nay thì rất hạnh phúc, rất chi là đặc biệt cho ban tổ chức chúng tôi xin được đến lời cho đại gia đình, đến lời cho anh chị, xin được cảm ơn toàn thể các quý vị khách quý. Chúng ta đã có mặt một cách rất đông đủ tại trung tâm tổ chức sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay. Thì anh và con trai Tổng Quân Hưởng và con dâu Lò Thị Phương là chủ nhân của ngôi nhà khang trang lịch sự trong buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn cho thể quý vị này, chúc mừng đại gia đình nhà. Vâng ạ, kính chào toàn thể các quý vị, quan viên, quý vị thân mến, và đã cùng trải qua những năm tháng thật hạnh phúc bên nhau. Đi dù ngày hôm nay thì đại gia đình gia chủ của chúng ta đã có được một ngôi nhà cực kỳ sang trọng và lịch sử. Một ngôi nhà xây kiên cố với đầy đủ những tiện nghi, tiện ích, với bao nhiêu màu sắc rực rỡ như ngày hôm nay. Một buổi đại lễ tân gia để cùng chúc mừng tới đại gia đình của gia chủ chúng tôi. Một đại gia đình cực kỳ hạnh phúc, một đại gia đình cực kỳ yêu thương. Và quan trọng hơn nữa là có sự góp mặt và đồng hành của toàn thể các quý vị khách quý. Chúng ta đã có mặt một cách rất đông đủ tại trung tâm tổ chức sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay chỉ vì một lý do duy nhất, đó chính là tham dự buổi đại lễ tân gia của đại gia đình gia chủ chúng tôi. Và chúc mừng hạnh phúc tới đại gia đình ông bà cha anh chị trong buổi đại lễ tân gia ngày hôm nay. Và trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể các quý vị khách quý, các ông các bà, các anh các chị, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, toàn thể quý vị chúng ta đã có mặt đông đủ tại trung tâm tổ chức sự kiện của chúng tôi. Ban tổ chức tôi cũng xin được trịnh trọng tuyên bố buổi đại lễ tân gia của đại gia đình ông Tổng Văn Dương và bà Quang Thị Anh, con trai Tổng Văn Hưởng và con dâu Lò Thị Phương xin chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhà. Kính thưa toàn thể quý vị, về là buổi đại lễ tân gia của chúng ta được chính thức khai mạc tại gia đình của ông bà anh chị ngày hôm nay đã có được một tình yêu thật hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể các quý vị và những màn pháo bông đã được bật lên để chúc mừng tới buổi đại lễ tân gia ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, và trước tình cảm yêu quý đó của toàn thể các quý vị và tình cảm chân quý đó của toàn thể các quý vị khách quý, chúng ta đã hiện diện một cách rất đông đủ ngày hôm nay thì đại gia đình của chúng tôi sẽ có một số đôi lời cảm ơn phát biểu cũng như cảm tạ lòng nhiệt thành của toàn thể các quý vị. Chúng ta đã có mặt rất đông đủ tại trung tâm tổ chức sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay, và giây phút này xin là trân trọng kính mời bà một vị đại diện của ông bà cũng như anh chị sẽ có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời nhé. Bố mẹ phú gia tá nai lù lá từ phủ du côn sau tá cả và hình lung hình phốn nghe sau lá tập hưởng đó sau ý kiến nên là đi cái sáng có nghe bà hình cái phốn nghe lù lá tập hưởng đó tớ ăn đảo mấy lọ to khá đấy thư tẩm thư sau cổ thư tẩm thư sau đâu chẳng là hát khổng non đá con khổng có rú tê hoa tê sưng em báo ông nhìn sáng hạ để mười bí lên chăn mà kiếm mà hà này cắm phát quần nó mà về thì chết không mà cũng ở đan ở luôn nên cũng cáo vào mới ao lại ải lại đâu lại bô lại mê lại đu lại là đâu phải cử hạt bay bay về bán cạn mới chung một chung mừng ở tay ngân xuống khỏi nó xuống khỏi nó có mi có nơ cũng là ở đến nơ pe mi có đừng chung ở bô mèo chung phủ chung cốt và ngảo hạt mặn dứt nơ dên kịp phát tai mà khủng chớ đây cái này kim lẩu kim nhớ cả nước nước này nó bò me cho phủ con đó. À, bây giờ tôi cũng xin thay mặt cho gia đình xin kính thưa với các ông các bà các cha các mẹ các anh các chị và các con các cháu đã bớt chút thời gian dành những món quà tâm huyết của mình đến tặng cho gia đình anh chị và hai cháu ở đây thì không biết nói gì hơn, xin có lời chúc chân thành nhất từ đáy lòng mình, xin chúc tất cả các ông các bà các cha các chú các anh chị em đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình để làm một bữa cơm ngon từ hôm qua đến hôm nay và hôm nay nữa các bác các ông các bà các anh các chị đã bớt chút thời gian có những món quà tận đáy lòng mình đến chúc cho gia đình gia chủ thì không biết nói gì hơn, chúng tôi cũng xin cảm ơn, xin dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người và cũng xin có chén rượu, xin kính chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chúc tất cả các ông các bà chúng ta mạnh khỏe trăm năm.
luôn luôn vui vẻ nhất ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và đặc biệt là cũng xin chúc hai đội múa đã có tiết mục múa rất là vui rộn. Chúc mừng cho gia đình của chúng tôi. Xin cảm ơn đội múa rất nhiều. Xin chúc các chị em luôn luôn tươi trẻ, vui vẻ và xinh đẹp mãi mãi nhá. Sang năm một múa hát hay hơn nữa nhá. Vâng ạ, một cái giây phút này thì đại gia đình gia chủ của tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhấc những chén rượu của mình trở lên để cùng nhau chúc mừng tới buổi đại lễ tân gia của đại gia đình. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị nhờ. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng cạn chén rượu thật đông đầy tình cảm. Vâng ạ, và xin mời ông bà cùng những anh chị chúng ta sẽ cùng nhau chạm một cái chén thân mật nhé. Xin mời đại gia đình của chúng ta nhé. Xin trân trọng kính mời. Mừng trời camera Lò Anh Nhàn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ kênh. Rất mong camera Lò Anh Nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.